nha. Bốn cửa gửi. Cái gì hả? Đây Thành Lộc đem mít Thái từ bên ở đâu Thành Lộc? Sa Đéc. Bộ nhà em có chồng hả? Nhiều không? Chồng nhà ăn. Chồng nhà ăn. Xẻ mít ăn đi. Chú Lộc đem qua kìa. Bỏ chơi vui thành vui. Lấy cho tao vào. Để mít ra đi. Ông này nãy đi bển nắng quá. Em ơi về, em ơi, em ơi về. Rồi nắng quá em ơi về em ơi. Anh nhập pha nhiều lắm hả? Đi chơi đại hội thể dục thể thao. Chơi nhảy bao bố. Mà vô người ta không chơi chơi, người ta nói là bé này bự quá, bé này nặng cân quá, thôi cho qua kéo co đi. Mà kéo co 3 giờ chiều mới kéo. Ba này chạy mít ra nè. Nàng ký trời Dũng kéo luôn. Ký luôn. Hiểu không? Con ngồi đây nè Thanh. Thanh con quay ngồi đây sẽ mít ăn Thanh ơi. Ngồi đó đi Thanh, ngồi đó đi. Cái nắng nó bị chói quay khó quay lắm. Thanh. Thanh Thanh con lại đây quay. Thanh từ từ. Từ từ kể, từ từ kể là con qua đây ngồi đi. Rồi. Nó nói gì mà quá trời đó. Xích vô đây chút nữa con. Thanh. Xích vô đây nè con, Thanh quay hình con mới đẹp. Giao rồi. Giao rồi. Cái võng mà cái nhà mình mà văng cái võng nằm chỗ này là mấy cái mấy cái cột rồi coi chừng tơ mơ nó chinh đó. Cái gì con? Không có gì đâu. Chinh hả? Anh đưa nó lắc có đưa. Mua cái giá võng thì 250.000. Có giá võng mà bà ba khác rồi. Giá võng cây á, mà mua giá võng cây á. Rồi, rồi, rồi. Thành có mấy cảm ơn. Lấy dao con. Chú xin chào vô. Lấy dao xem mít ăn. Nhung kéo ăn đi Nhung. Kéo phò. Kéo nồi. Đăng ký vô kéo. Nó nói hồi còn bự quá rồi chồng còn qua kéo cò đi chị. Rồi đăng ký gì mà hô bự quá. Đăng ký nhỏ bà bố. Rồi nếu con nói rồi đăng ký cho con để kéo cò đi chị. Con kéo cò là con vô địch đó. Tại vì đâu có ai bự bằng con đâu. Con đứng là sau lưng cọc dây đó, con chằn xuống. Dạ. Sao nãy con rủ cho mấy Nguyên đi chơi giỡn cho nó kêu ghe. Xích chưa? Cho Nguyên cái nhảy ba bố được. Hả? Hả? Rồi chồng đang ký cho con chơi với chị. Ờ. Dạ. Xẻ mít đi. Chạy không à? Quá trời, nó kể chuyện nãy rồi, xẻ mít ăn đi. Con chơi bằng chị không à, con chơi bằng chị không à. Chót ơi, chót, bụi quá ăn mít không được, chót ơi. Là con chơi cũng chơi rồi. Ồ, trái mít Thái của Thành Lộc đem qua ngon quá. Rồi cái dao, theo cắt cho. Chị Nguyên nó thụ cho. Rồi cuối kiếm đăng ký cho con được. Dạ, đăng ký rồi. Chiều con cái Thành thì đi nhảy vô, kéo co. Rồi vậy, đủ nhỏ đây đâu, nhảy cô bố được đâu. Sao vậy? Tới nó cũng tới lúc đầu á. Được mà. Ừ, cái dao gì mà cắt cái. Mà chị bự không, mà chị vô chứ nhảy cái là chị được. Rồi. Đi, cho chú giếng muối mày ra, cho chú giếng món muối mày này trước coi. Ờ. Sợ mày không? Bắt ở trong lận ra con. Rồi miếng rồi, miếng đó rồi, ngọt không? Nhiều sốt. Dạng tươi. Ngọt quá. Bà bố nè, rồi chắc đá nè, cát nè. Chỉ có giúp đá cát nữa hả? Có giác vật nặng em. Ừ. Có luôn hả trời. Cái môn giác vật nặng á, em giác các thấy có anh chị một cái bao cán dục. Ờ. Vậy mà hồi nãy sao không có môn nào vô thành được luôn hả? Môn kéo co. Dạ. Đăng ký kéo co. Co lỗ hai. Vậy là chiều nay 3 giờ đi kéo co ha. 3 giờ đi kéo co. Kéo lại ta. Kéo lại ta không á. Lại. Anh phụ với Nguyên. Nhiều ngờ lắm á nha con, bỏ nhiều ngờ lắm nha. Ờ. Chứ phải chơi đâu à. Vậy là Thanh phải kéo chung với Nguyên. Nguyên à. Sốt là trời Nguyên sốt luôn. Gì Nam? Cơm. Ăn cơm mà chị Nam ăn cơm hả? Cơm. Dạ. Cầu cơm gạo thơm quá ta. Chị đừng nấu con nó bự nữa. Bự hơn con này nữa à. Có ai bự bằng Thanh không? Bự hơn con Nguyên à. Khi gì cũng đâu có bự đâu. Rồi kéo có ai tới Thanh thôi. Cầm con dây nè chị Ly. À. Rút. Biết luôn mình chắc con người. Sao phá rồi làm sao? 3 giờ. 8 giờ tối. 3 giờ. Mít chú Thành Lộc cho con không? Ngon không con?
Ê, cái hột này mình chừa lại mình nấu ăn được đó Thanh. Chừa lấy hả? Người ta là người ta nói vậy nè, hột mít vừa cho ăn no làm sao? Ủa sao con biết câu đó nữa Thanh? Sao con biết không cái câu mà hột mít vừa cho ăn no? Lọc bên kia kìa. Sao con biết là hột mít vừa cho ăn no? Ăn no làm sao? Ăn no đít. Thanh nói chuyện nhưng không dám kéo lại mấy người đó đâu. Đúng rồi. Hột mít vừa cho ăn no. Ăn no xì. Còn mà kéo, còn đang để còn kéo luôn. Ai ăn hột mít không? Ai ăn hột mít vừa cho không? Ai ăn hột mít vừa cho không? Ông Thành nó nói kìa. Tiền lát bánh chơi không? Tiền ăn con. Tiền. Tiền lát qua bánh chơi không? Lát qua bên chiến chơi không? Bên nào? Bên chú chiến. Bên chú chiến bánh á. Nè con ăn không? Nè. Qua bánh chơi đăng ký. Kéo cò đi không? Đi với chị nè đi không? Nè. Chị với Thành nè, lấy, đi không? Lấy tay lợn cái muối này kìa. Đi bánh kéo. Đi đăng ký kéo cò rồi đi không? Em đi theo con chị Thanh nhảy. Theo cho chị Thanh thôi. Ôi, lần nghe con. Nhớ mày bảo vũ tao nha mày. Cái gì? Bảo vũ tao nha mày. Bảo vũ là sao? Thanh nha. Bảo vũ là sao? Không chị chơi chung với chị Thanh. À. Bắt lên chơi mình. Ừ. Bảo vũ cho chị Thanh nha. Ừ. Ok luôn. Ok. Vậy tại chị không kéo lại đâu mấy người đó đâu. Cái mạnh đó chị mặt mà. Mình cứ dẫn bé Thanh đi chơi nãy, khi bây giờ nó còn cái ký ức lại, cứ nói là vụ đi chơi bên cái trung tâm tổ chiến đại hội thể dục ra hoài luôn. Ngon con, ngọt không? Bữa nay con được nghỉ học phải không? Thể dục chiến qua coi chị Dư đang làm gì bánh, để qua mẹ con đang làm gì bánh đó. Đang làm gì chị? Đang làm gì vậy? Coi cái đồ thấy sẵn mà có cái gì xài không xài đang đi bán nè chú ơi. Để chất chật chật nhà quá trời. Ờ. Có gì em xài được không? Trời ơi. Chị, có gì em xài được không? Chị đừng nói cô tao nè. Không quên, không qua ba đồ nghề chị cho hết trơn luôn, cho nhóc đồ nghề hết trơn luôn. Đồ nghề là cái gì? Chìa khóa nè, kìm bấm rồi kìm đủ thứ rồi. Cho ai? Cho người mới gì đó. Cho anh Cường nữa đây nè, nó xài chứ mấy cái chị đó. Có, dạ. Cho tùm lum chân á, rồi dạ. Chị Út nè, Cường nè. Dạ. Là hồi đấy có mấy cái đó mình đi mua hả? Rồi chú Nhiệm nè. Không có đồ cũng như là hồi anh mất còn để lợi đó. Ổng hồi đó ông làm nghề gì mà có cái đó? Để nặng nè, hồi đó anh đi lặn á. À rồi lượm được rồi để dành ha. Lặn chỗ này chỗ kia đó, rồi ở chợ này chợ kia đó rồi. Không để dành được kỷ niệm. Có gì kỷ niệm không? Có gì kỷ niệm của ổng không? Thì còn giờ chỉ có mấy cái búa của anh đập bê tông á. Còn mấy búa chứ cái gì nữa? Thì cái mấy búa còn đâu đồ ngày. Còn cái gì mà kỷ niệm đáng nhớ nhất không? Đó, còn phần thơ. Còn phần thơ đi hả? Ngon con? Ngọt không? Có hổng sạn đồ cho chú Nhiệm đi, có búa chặt củi nè, rồi mấy cái kìm nè, rồi bay nè. Dạ. Đủ thứ hết trơn, chia sớt cho hết rồi. Dạ. Hổng đồ nghề nhiều lắm, chia sớt cho hết rồi. Dạ. Tại vì giờ anh mất rồi cũng đâu có xài tới. Đúng rồi, mấy cái đó không đâu xài được đâu. Dạ. Cho ai xài được cứ xài, rồi mình cho người ta. Dạ. Để cũng chặt nhà bán đâu có nhiêu tiền. Mình cho tình nghĩa hơn chú ơi. Đúng rồi, kỷ niệm. Để Du Chiến qua coi cái nhà của Cường tới đâu rồi. Hello, hello Nhung. Hello chủ nhà. Tới đâu rồi? Trời ơi đẹp quá vậy ta. Chắc tỉ mỉ luôn. Mấy cái này vậy chứ lâu dữ lắm. Đúng rồi. Dán mà dán gạch từ ly từ tí mà. Lâu ác luôn. Công phu lắm à.
gõ vô. Rồi hồi trên kia chùm xuống nữa phải không? À. Đúng rồi. Đẹp quá. Đúng rồi. Này rảnh mình làm chứ thợ vô nữa mắc tiền lắm. Lật giặt này mà. Chừng nào dọn qua chó? Dạ 24 chứ. Là mai phải không? Dạ mai. Ồ bữa nay kênh này đâu lục bình kia cho quá trời nữa. Trời xuống quá trời. Ừ. Đẩy gì nổi đẩy. Gió nó thổi đi hoài tại ở dưới đó có cái đầu dồi. Đúng rồi, dưới đó dữ lắm dưới á. Cái đầu dồi nó bít lại đó rồi. À. Thì cái gió mà thổi xuống đây thì nó cứ dồn lại. Có như gió ngược trở này trên này thổi xuống này nó tự. Thì ra xong đỡ. Đúng rồi. Quá cái này quá trời quá đất rồi. Thôi làm đi. Làm đi anh qua bên gì 5 tiếng à. Nhà chưa có dọn qua nha mọi người, còn trống lỏng rồi. Xuống đây mát ghê. Nó có cái còng với gió. Mát. Về qua về lại. Dì Năm đang ăn cơm. Qua gặp dì Năm ăn cơm. Đầu có gì ngon vậy ta? Dạ. Ăn cơm, dì Năm ăn cơm với xoài. Với miếng thịt muối chiên. Xoài ăn cơm, xoài ăn cơm cũng ngon nữa nha mọi người. Với dì Năm biết gì không? Cái có dưa hấu á, không phải dưa hấu mà ăn với cá kho. Cá kho. Dạ, với xíu bà xiên luôn. Thanh ơi. Con đói bụng chưa? Hả? Để bển con ăn hả? Bên nào? Chỗ chú Chiến. Qua đòi qua bên chú Chiến ăn hả? Dạ. Để bụng uống nước. Để bụng uống nước chứ không ăn cơm. Dạ, để bụng uống nước. Có xoài kìa. Xoài sau lưng con kìa. Để bển uống nước. Xoài sau lưng con kìa. Để bển uống nước. Biết rồi. Ăn sao? Vô rồi đói rồi hết làm hết kéo nổi à. Cái gì? Ăn no là kéo con không nổi hả? Không. Để bụng đói là chơi với mày kia phải không? Chơi với mày kia. Đi qua bển nha, mừng lắm gì Năm. Giống như đông á rồi mừng lắm, vỗ tay làm dữ dằn luôn. Dạ. Mình chở bé Thanh đi cho mấy chỗ đó cho bé Thanh vui. Với mà nãy nắng quá trời không nổi, quá nắng. Xoài chín hay gì Thanh? Xoài nhiều ký? Bếp, xoài con bán nữa hả? Con đổ bếp đâu. Xoài con bán hay gì? Xoài bán thôi. Chín chưa? Không rồi. Có trái nào chín không? Đông. Sống rồi. Cứng nhắc à? Nhắc à. Đây này có trái này mềm nè. Trái này nó sống rồi. Thúi. Nó mềm đó con. Thúi rồi. Thúi đồng thúi. Con làm vậy nó giặt hết. Đi 8 giờ qua. 3 giờ. 3 giờ qua bãi. Con ngồi không con lột ba cái mít này ra hết đi. Vẫn bệnh. Vẫn đứa nào cũng ăn hết trơn. Có mình tôi vẫn nó bệnh con. Dạ. Con nguyên nó chơi. Sáng mấy đứa là đi lên chỗ dì Giao ăn hết rồi. Còn con gì nữa? Tôi đâu có nấu cơm. Tôi qua ngảo tôi bớt chút cơm. Dạ. Hôm nay chưa cái bắt đầu bắt lên đồ cơm đó. Dạ, rồi đứa nào muốn ăn, ăn. Con ngồi không con lột, đi Thanh con lột ra đi, đừng bỏ vô tủ lạnh đó con, lành lạnh nó ngon lắm. Lột ra từ muối ra. Ờ, lột lấy cái muối ra thôi. Lột bắt ngoài lột vô. Bắt ở ngoài lột vô nó mới được. Cái muối ở ngoài cùng lột vô, hiểu không? Đây nè, chú Chiến chỉ cho con lột muối này trước nè. Muối hồi con lấy miếng cái báo con chùi, đó, thấy chưa? Con lột từ ngoài lột vô mới được lột được. Bậy đâu có liếm được, con mũ không liếm gì, dính cái miệng con. Muối đâu? Ừ? Hôm nay nhồi này chắc làm tới chèo luôn á. Tới chèo luôn à. Cái tiền lột phụ coi, lột phụ gì Thanh coi. Ờ, cái sơ đó ăn được đó mọi người. Cái gì đó, cho gì đó? Cho nhãn, cái tiền qua cho nhãn. Để bụng qua bển uống nước mẹ ơi. Để bụng uống nước à. Làm không lại mấy người ở đâu nha. Ờ, chiều nay tao còn chiều nay còn đi có co đó. Chiều nay là còn kéo được 8 ký rồi, chưa chơi đó. Chơi đó.
đăng ký cho mày luôn. Đăng ký cho bé tiền luôn. Anh Nguyên đăng ký cho ông Nguyên luôn. Nguyên đó, đăng ký cho nó luôn. Không biết lại chờ lại tao không. Dạ thưa các bạn, như vậy các bạn thì video của Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.